tôi rượu bia uống rượu ngon thiệt nha. Hôm nay đẩy tiệc cho anh Lê Minh đi về vợ anh. Này anh xui khỏi cái hài. Em trai thứ 8 này các bạn. Ơi ơi. Chị hài. Chị hài. À chị xui. Chị hài. Làm 2 tháng. Là nhà của chị hai, chế thứ hai của mình. Tôi với vợ gặp nhau lần đầu tiên mới thấy á. Ngon anh hai. Cứ học uống nó khỏe, nó ấm mà nó có giúp mình dễ ngủ và dễ ngủ thành đó các bạn. Dễ ngủ rỗi nấm không bị đâu, không bị có bị gà ăn uống dưỡng thôi. Em uống một đồ luôn, chào mọi người cái ơi, anh mình chào mọi người cái ơi, luôn luôn ơi, chào mọi người cái ơi.